Xin chào các bạn đã trở lại với bếp nhà chúng ta. Hôm nay mình chia sẻ với các bạn bánh trung thu Đài Loan. Bánh trung thu Đài Loan có nhiều cách làm khác nhau. Với cái cách làm nhân mới này thì các bạn sẽ thưởng thức vị trà xanh thơm phức, không bị lẫn lộn. Các bạn thích cách làm mới này thì mời vào bếp cùng mình. Đầu tiên thì mình đi làm nhân bánh, mình có ở đây là 80g đậu xanh. Mình cho vào nồi và đem đi vo thật là sạch. Đậu xanh sau khi mình vo thật sạch thì mình cho vào đây là 1/8 muỗng cà phê muối và 500ml nước. Mình cho vào. Sau khi cho vào rồi thì mình đem cái nồi này qua bên bếp để nấu. Bắt nồi đậu xanh lên trên bếp với lửa lớn. Mình nấu cho cái nồi đậu xanh này sôi đều. Nồi đậu xanh sau khi sôi đều thì mình hớt cho sạch bọt. Sau khi mình hớt sạch bọt rồi thì mình tiếp tục nấu cái nồi đậu xanh này với lửa nhỏ 30 phút. Nồi đậu xanh sau khi mình nấu được 30 phút rồi nè các bạn. Hạt đậu của mình bây giờ nó đã mềm như vậy nè. Mình tiếp tục cho vào đây 55g đường cát vàng. Sau đó thì mình dùng muỗng để quậy cho đều. Và mình tiếp tục nấu thêm 5 phút nữa. Đậu xanh sau khi mình nấu 5 phút rồi thì mình sẽ nhấc ra khỏi bếp để đem qua bên kia mình xay cái phần đậu này cho mịn. Trước khi xay mịn thì mình sẽ cho vào đây là bột trà xanh Nhật Bản. Đây là bột trà xanh, mình sẽ cho vào đây là 1 muỗng cà phê đầy ha các bạn. Mình cho vào và mình dùng luôn cái muỗng này để mình quậy đều ha các bạn. Với cái cách làm nhân mới này thì khi mình thưởng thức, mùi trà xanh rất là đặc trưng. Nó lấn luôn cái mùi đậu xanh, cho nên khi mình thưởng thức rất là đặc biệt luôn đó các bạn. Các bạn làm thử nha. Sau khi mình quậy đều rồi, mình thấy còn những cái bóng cục như vậy không có sao hết ha các bạn. Bây giờ thì mình sẽ dùng cái máy để mình xay cho thật là mịn. Đậu xanh sau khi mình xay mịn rồi thì như vậy ha các bạn. Bên kia thì mình cũng đã đặt sẵn cái chảo ở trên bếp rồi. Bây giờ mình chế vào trong cái chảo này luôn. Sau khi chế vào rồi thì mình tiếp tục cho vào đây là 1 muỗng canh dầu ăn. Ở bên này thì mình cho vào trong cái chén là 1 muỗng cà phê bột nếp chín, 1 muỗng cà phê đầy, cộng với 2 muỗng dầu ăn, mình quậy cho thật là đều. Sau khi quậy thật đều rồi thì mình tiếp tục cho vào trong cái chảo nhân. Và mình tiếp tục quậy cho cái hỗn hợp này thật là đều. Sau khi quậy đều thì cái phần nhân của mình như vậy ha các bạn. Bây giờ mình mở lửa lên và mình sên cho cái phần nhân này bốc hơi và đặt lại ha các bạn. Nhân sau khi bốc hơi đặt lại như vậy rồi và bây giờ mình tiếp tục sên cho cái phần nhân này bốc hơi không còn dính lên cây quét bột như vậy. Phần nhân này thì mình không nên làm quá cứng, ăn bánh không có ngon. Mình tắt bếp và tiếp tục sên ở trên cái bếp này khoảng vài giây nữa. Mình sên như vậy thì cái nhân mình nó rất là mịn. Sau khi mà mình sên được vài giây rồi thì mình sẽ lấy cái phần nhân này ra khỏi, đặt lên trên cái màng bọc thực phẩm, rồi mình gói lại cho kỹ. Mình gói cái phần nhân này lại cho kỹ rồi thì mình sẽ tiếp tục qua bên kia để mình làm cái phần vỏ bánh. Phần vỏ bánh thì gồm có hai loại bột, phần bột nước và phần bột ruột. Mình sẽ làm phần bột nước trước ha các bạn. Tiếp tục cho vào trong cái tô này là 85g bột mì đa dụng cùng với 15g đường bột. Mình trộn cho thật là đều.
Sau khi trộn đều thì mình tiếp tục cho vào đây là 30 gram bơ không có lạnh, bơ không lạnh, không muối ha các bạn. Dùng tay bóp cho phần bơ và bột hòa lẫn đều với nhau. Sau khi bột và bơ hòa lẫn đều với nhau như vậy, tiếp tục cho vào đây là 35 gram nước lạnh. Rồi mình dùng tay mình nhồi cho cái phần bột này trở thành một khối. Bột sau khi mình nhồi đã trở thành một khối như vậy rồi, thì bây giờ mình lấy lên và mình dùng màng bọc thực phẩm mình bọc lại. Sau đó thì mình cho vào trong ngăn mát tủ lạnh cho bột nghỉ 20 phút. Tiếp tục làm phần bột ruột cũng cái tô khi nãy. Bây giờ mình cho vào đây là 80 gram bột mì đa dụng cùng với 45 gram bơ không lạnh không muối. Và mình dùng tay mình nhồi cho cái hỗn hợp bơ và bột trở thành một khối ha các bạn. Các bạn đang theo dõi bếp nhà chúng ta. Các bạn ơi, bây giờ cái cục bột của mình nó trở thành một khối rồi. Thì mình cầm lên và mình vắt cho cái phần bột này nó kết dính đều lại với nhau. Sau đó thì mình dùng màng bọc thực phẩm mình gói lại cho kỹ, ủ ở nhiệt độ phòng 10 phút. Vì phần bột này mình làm bằng bơ nó rất là dễ chảy, cho nên mình chỉ ủ 10 phút là mình làm bánh được ha các bạn. Trong thời gian chờ đợi thì mình trở lại với cái phần nhân của mình. Phần nhân bây giờ cũng đã nguội rồi nè các bạn. Bây giờ thì mình mở ra và mình chia cái nhân này ra thành 8 phần bằng nhau ha các bạn. Sau khi chia thành 8 phần bằng nhau thì mình lấy một phần và mình vò viên lại. Mỗi một phần như vậy là khoảng 40 gram ha các bạn. Mình vo tròn như vậy ha các bạn. Mình lấy thêm một phần nữa và mình vo tròn. Sau khi vo tròn hết 8 phần, bây giờ thì mình đậy lại và mình tiếp tục đi làm bánh. Phần bột vỏ mình lấy từ trong tủ lạnh ra. Còn phần bột ruột mình sẽ làm trước. Mình mở ra và mình chia phần bột này thành 8 phần bằng nhau. Sau khi chia thành 8 phần bằng nhau, mình lấy một phần, mình vo viên ha các bạn. Mình vo lại như vậy và mình để qua một bên. Như vậy là mình đã vo xong 8 viên bột ruột. Mình tiếp tục làm phần bột nước. Mình mở ra và mình chia cái phần bột nước lại thành 8 phần bằng nhau luôn ha các bạn. Mình sửa cái bột này thành cái khối vuông để mình dễ chia bột. Mình chia thành 8 phần bằng nhau. Sau khi chia thành 8 phần bằng nhau, mình cũng lấy một phần và mình vo viên lại. Như vậy ha các bạn. Như vậy mình cũng đã làm xong 8 viên bột nước. Và mình lấy cái phần bột ruột mình làm trước khi nãy đó. Và một phần bột nước mình đã làm trước. Mình lấy ra và mình đặt cái phần bột nước xuống trước.
mình lấy tay mình đè bẹp xuống như vậy ha các bạn. Sau đó thì mình đặt cái phần bột ruột và mình gói lại. Sau khi mình gói đều thì mình lật ngược qua và mình túm cái miệng lại như vậy nè các bạn. Mình túm cho kỹ cái miệng ha các bạn. Và mình vo tròn. Như vậy. Như vậy là mình đã làm xong 8 viên bột vỏ rồi đó các bạn. Mình lấy phần trước, mình làm trước ha các bạn. Mình đặt bột xuống và mình dùng tay mình cũng đè bẹp ra như vậy. Sau đó mình dùng cây cán bột cán thành hình bầu dục. Chiều rộng là 10cm và chiều dài là 12cm ha các bạn. Bây giờ thì mình xếp lại làm 3. Và mình đặt ngang lại, tiếp tục cán cho cái phần bột này dài 18cm. Và chiều rộng là 6cm ha các bạn. Bây giờ thì mình xếp lại làm 3 nữa. Như vậy là mình đã làm xong cái phần bột. Mình đặt xuống. Mình lấy cái phần mình đã cán trước khi nãy và mình làm trước ha các bạn. Mình lấy phần bột ra và đặt xuống bàn. Dùng màng bọc thực phẩm đậy lên miếng bột. Bởi vì cái cây cán bột của mình nó sần sùi quá. Nếu các bạn không có bị sần sùi cái cây cán bột thì các bạn không cần phải bịt màng bọc thực phẩm lại ha. Và bây giờ mình cán cho đều cái miếng bột, cho nó rộng hơn cái phần nhân của mình một chút xíu là được ha các bạn. Mình thấy cán như vậy nè các bạn, mỏng mỏng như vậy là được rồi. Bây giờ mình dỡ cái miếng ni lông ra và mình đặt cái phần nhân vào. Mình cầm lên và mình gói cái phần nhân lại cho kỹ. Sau khi phần nhân gói đã kỹ như vậy rồi, mình lật ngược lại và mình cũng túm cái miệng cho thật là kỹ ha các bạn. Mình túm kỹ như vậy nè các bạn. Và mình cũng sửa lại cho cái viên bánh của mình phần dưới cho nó tròn ha các bạn. Nó tròn như vậy là được rồi nè các bạn. Mình đặt xuống khuôn ha các bạn. Như vậy mình làm xong 8 cái bánh rồi. Trong chén thì mình có một cái lòng đỏ trứng gà. Và mình sẽ dùng cái cọ để mình quét cái lòng đỏ trứng gà này lên trên bánh ha các bạn. Dùng cọ quét nhẹ nhàng lên trên mặt bánh. Mình quét trứng khoảng 2/3 cái bánh là được ha các bạn. Mình quét nhẹ nhẹ thôi, nếu mà mình quét mạnh quá thì rách cái mặt bánh. Sau khi nướng thì bánh nó không có đẹp ha các bạn. Bánh sau khi mình quét trứng rồi thì ở đây mình có mè trắng và mè đen. Mình rắc lên trên mặt bánh nữa. Sau khi rắc mè xong thì mình sẽ nướng bánh. Mình nướng ở tầng thứ 2 của lò từ dưới đếm lên. Với lửa 350 độ F, mình nướng trong vòng 20 phút ha các bạn. Bây giờ thì mình đem bánh qua lò để nướng. Đặt bánh ở tầng thứ 2 của lò từ dưới đếm lên. Nướng bánh 20 phút. Sau 20 phút, bánh đẹp quá, căng tròn luôn các bạn ơi. Bánh thơm phức à. Mình lấy ra cho các bạn coi ha. Bánh nóng hổi thơm phức mới ra lò. Đẹp, ngon quá nè các bạn ơi. Bây giờ thì mình lấy một cái cho các bạn coi bên dưới bánh ha. Bên dưới mình thấy nướng như vậy là vừa lắm ha các bạn. Mặt bánh căng tròn rất là đẹp. Mình lấy một cái này ra để mình cắt cho các bạn coi luôn ha. Vỏ bánh mùi thơm bơ rất là đặc trưng. Nhân bánh thơm phức mùi trà xanh. Mở ra cho các bạn coi. Bánh đẹp quá nè các bạn ơi. Thơm ơi là thơm vậy đó các bạn. Mời các bạn nha. Mình kết thúc video tại đây. Chúc các bạn luôn vui khỏe và thành công trong cuộc sống. Các bạn thích video này thì tặng cho mình một like và bấm đăng ký để xem thêm nhiều video mới nữa của mình. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn vào video kỳ tới.